Sống sót trong ngày tận thế băng giá. Anh ấy đột nhiên suy sụp trước sự bất đồng này. A Hào, cầm lấy thức ăn này và ra khỏi đây. Lượng thức ăn này đủ dùng cho bạn trong một tuần. A Hào không thể chấp nhận sự thật này. Anh hy vọng lúc này anh chỉ đang bị ảo giác. Dại Thiên, anh không đùa chứ? Rõ ràng là tôi đã giúp anh có được nơi trú ẩn an toàn. Tại sao anh lại đuổi tôi đi thế này? Tại sao anh không cho tôi ở lại? Bạn không thể ở lại đây. Hãy nhận phần thưởng này và rời khỏi đây. Đại Thiên, anh đã hứa cho tôi ở lại nếu giúp anh mà. Anh đã đích thân hứa với tôi. Đúng là tôi đã hứa như vậy, nhưng tôi sẽ không thực hiện nó. Mọi người đều là người lớn. Bạn nên hiểu rằng thỏa thuận bằng miệng sẽ không được tính. Chuyện này xưa nay vẫn vậy chứ đừng nói bây giờ. Bạn không thể làm như vậy. Tôi đã giúp bạn nhưng bạn lại không giữ lời. Không cần bạn phải cho tôi bất cứ điều chỉ gì. Chỉ cần bạn cho tôi đi theo, tôi sẽ bảo vệ bạn. Bạn không thể chấp nhận điều kiện này sao? Tương lai bạn sẽ cô độc như thế này. Sẽ không ai tin bạn và ở lại với bạn nữa. Ồ, vậy thì sao? Ít nhất tôi vẫn có thể sống cơ mà. Nhiều người chết chỉ vì mềm yếu. Hãy nhận lấy và ra khỏi đây đi. Hãy ăn một cách tiết kiệm nhất, đủ để bạn sống trong một tháng. Hết thì hãy tìm cách sống sót. Tôi đã hết sức tử tế và công bằng với bạn rồi. Không, tôi sẽ không đi. Bạn đừng ép tôi phải ra tay. Tôi hy vọng chúng ta có thể sống hòa bình, thay vì để tôi chĩa súng vào đầu bạn. Tôi chưa thể đi được. Tôi vẫn còn thuốc độc anh đưa cho tôi trong người. Không có chất độc nào cả. Nó chỉ là viên thuốc bổ thông thường thôi. Bạn không chết được đâu. A Hào có vẻ ngạc nhiên. Một lần nữa lại bị Đại Thiên lừa gạt. Vậy thì bạn không thể đuổi tôi đi. Sao anh có thể phản bội lời hứa của mình? Tôi giúp anh có một nơi trú ẩn. Anh chỉ cho tôi thứ nhỏ nhặt này thôi. Nó chưa đủ. Nhưng đừng quên, bạn cũng nợ tôi một mạng sống. Cái gì? Bạn nói vậy là sao? Bạn có còn nhớ khi ở tòa chung cư? Lẽ ra bạn phải bị tôi đánh chết mới đúng. Nhưng tôi không giết bạn. Bạn không nợ tôi mạng sống của bạn sao? Hiện nay tôi cho bạn mạng sống và đống thức ăn này. Nhưng bạn lại không muốn. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Đại Thiên, bạn là đồ nuốt lời. Nếu không giữ lời, sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. A Hào nghiến răng nghiến lợi, anh bước đi với vẻ mặt không muốn. Sau khi Đại Hùng do dự một lát, anh ta lấy khẩu K98 nhắm vào quả dưa hấu của A Hào, bắn một phát, A Hào bay quả dưa hấu. Sự tức giận không làm bạn mạnh mẽ lên, bạn phải có sức mạnh. Ta vốn định để ngươi sống, nhưng tại sao ngươi lại tự mình tìm cái chết? Nếu tôi để bạn đi, vậy sẽ bỏ mong muốn của bạn rồi. Vào thời điểm đó tôi ngây thơ, sau này ai bảo anh đe dọa tôi, làm vậy cũng hợp lý thôi. Đại Hùng vừa ra khỏi nơi trú ẩn này, nhưng bị ngăn lại bởi một giọng nói nhẹ nhàng. Xin hãy đợi một lát. Tôi có vài điều muốn nói với bạn. Khi nghe thấy âm thanh đó, Đại Thiên phát hiện ra người đó là ai. Ánh mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên không ngờ. Bạn là Dương Mịch. Tôi đây. Tôi đã không ăn trong 3 ngày. Bạn có thể đưa tôi đi được không? Tôi không muốn chết ở đây. Trong tình hình hiện tại, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng. Bạn muốn tôi đưa bạn đi, bạn cần phải cho tôi một lý do chính đáng. Tôi chỉ cần được ăn thôi. Nếu bạn sẵn lòng cho tôi đồ ăn, tôi có thể hứa với bạn bất kỳ điều kiện nào. Được rồi, hãy đi với tôi. Đại Thiên bỏ lại ý định quay lại chung cư, mà quay vào nhà trước đã. Quay vào trong nhà một lần nữa. Đây không phải là nhà của Lạc Nghị sao? Bây giờ nó là nhà của tôi. Dù sao thì hãy nhớ, tôi là chủ sở hữu hiện tại của nơi này. Tôi có thể vào phòng tắm ở đây không? Cứ thoải mái đi em ơi. Chắc là bạn mệt lắm rồi hả? Tôi sẽ massage sauna cho bạn. Nằm xuống đi. Tôi nghĩ bạn là người tốt nên tôi đến đây cùng bạn. Sao bạn có thể làm thế này với tôi? Đại Hùng không nói lời vô nghĩa, mà lao tức đẩy cô xuống. Tôi đi ra ngoài. Bây giờ bạn nên ở yên trong phòng. Khi nào bạn quay lại tôi sợ một mình. Bạn không cần phải lo lắng, tôi đi đón người sẽ quay lại sớm thôi. Bạn đi nhanh đi rồi về nhanh nhé. Đại Thiên quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng. Dương Mịch, tôi muốn hỏi bạn một điều. Tôi có một người bạn ở quê, anh ta rất chung thủy, nhưng lại bị một cô gái lừa dối tình cảm, nên cần sự an ủi của người khác giới. Tôi muốn tìm cho anh ấy người bạn. Đó là lý do tôi hỏi bạn. Xét cho cùng, bạn có một mạng lưới quan hệ với phụ nữ. Nếu vậy người bạn lớn hơn một chút, bạn của bạn sẽ không bận tâm chứ? Ai lớn hơn một chút thì tốt hơn. Bạn tôi đã ngoài 40 và cá nhân anh ấy thích phụ nữ trưởng thành hơn. Nếu như vậy thì dễ dàng thôi. Bạn biết tất cả mọi thứ, phải không? Tôi biết bạn tìm cho tôi một bạn đời, phải không? Tôi không có ý kiến, chỉ cần anh ấy tốt với tôi là được rồi. Đi theo tôi. Đại Hùng trên đường trở về chung cư, bị 4 con chó và 4 người chắn đường, bỏ lại xe và người phụ nữ đó. Bạn hãy biến đi. 13 lạnh lùng nhìn xác định vị trí của từng người, từng con chó rồi nhanh chóng rút súng ra, nhằm vào những người đó. Các anh em, tôi không muốn gây rối nên tốt nhất tránh ra, đừng tự tìm cái chết nữa.
Đây là lãnh thổ làng Su Đông của chúng tôi, nên chúng tôi phải thu phí. Bạn phải bỏ lại chiếc xe và người phụ nữ đó. Đại Hùng không ngờ nhóm người này lại liều vậy. Chẳng nhẽ súng trong tay anh chỉ là vật trang trí? Bạn không nhìn thấy súng sao? Cho tôi chút mặt mũi đi nào. Bạn đang dọa ai thế? Bốn chúng tôi và bốn con chó. Xin hỏi có bao nhiêu viên đạn? Bỏ lại chiếc xe và người phụ nữ đó bạn sẽ sống sót. Còn không thì thử xem là biết ngay. Vậy thì không còn gì để nói. Bạn buộc tôi phải làm điều này. Vậy bạn đừng trách tôi. Đại Hùng bất ngờ vác khẩu sấy và sấy về phía bọn họ. Bốn người này thậm chí chưa kịp làm gì đã bay ngay quả dưa hấu trên cổ rồi. Bốn con chó cũng hung hăng lao đến phía Đại Hùng. Đã quá muộn để bắn. Đại Hùng mở một cánh cửa thông vào khoảng không trước mặt. Tiếng chó sủa nhanh chóng biến mất. Đại Hùng, hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây quá nguy hiểm, họ sẽ kéo ra tìm bạn sớm thôi. Sau khi Đại Hùng rời đi, một nhóm người nhanh chóng đến. Nhóm người này nhìn xác đồng đội vô cùng buồn bã. Tôi đã nói rồi, nếu chưa biết đối phương như thế nào thì đừng hành động. Bây giờ thì sao chứ, đang xuất hết rồi còn đâu. Hứa Mạn Cảnh bên cạnh nhìn xung quanh, nhưng thấy có gì đó không ổn. Chó đâu hết rồi? Bốn con chó đã đi đâu? Có gì đó không đúng, điều này quá lạ. Người đó thật kỳ lạ. Anh ấy có một chiếc xe và còn có súng bên người nữa, chắc chắn không phải người bình thường. Từ Đại Hải có vẻ ưu tư ảm đạm. Lần này anh ấy dẫn đội ra ngoài. Bây giờ bốn người đã chết, bốn con chó cũng bị thất lạc. Anh ấy không biết ăn nói với mọi người trong làng thế nào. Chắc chắn có vấn đề, chuyện này không bình thường chút nào. Nó thực sự kỳ lạ, người đó không phải người bình thường. Nếu anh ta có năng lực phi thường, chúng ta quay về xin ý kiến trưởng làng. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like